Kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Dân hỏi các cơ quan chức năng trả lời. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi có mời đến trường quay ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để cùng trao đổi về những vấn đề phòng chống cháy rừng trong năm 2017. Thưa ông Nguyễn Tiến Lâm, có thể nói rằng là năm 2017 theo dự báo khí tượng thủy văn ấy, thì cái nắng nóng có thể kéo dài và khô hạn diễn ra và nguy cơ cháy rừng diễn ra rất là nghiêm trọng. Vậy thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An, theo đánh giá của ông, với một cái diện tích rừng lớn như vậy thì cái khả năng và cái mức độ cháy rừng như thế nào? Năm 2017 là năm có 2 tháng 6 và có lẽ là một trong những năm mà mùa hè sẽ gay gắt nhất. Vì thế mùa cháy rừng thì chủ yếu nó xuất hiện ở mùa hè và những cái vùng trọng điểm cháy là rừng thông và những cái vùng mà bà con phát nương làm rẫy. Ủy ban nhân tỉnh Nghệ An, Sở Nông nghiệp và các cơ quan thường trực công tác phòng chống cháy đã chuẩn bị kỹ cho cái khả năng phòng chống cháy của năm 2017. Vâng. Trong cái hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức vào đầu tháng 4 vừa qua ấy, thì có đưa ra một cái thông tin là năm 2016 vừa qua thì số vụ cháy rừng trên địa bàn tỉnh là tăng 10% so với những cái năm trước đó. Vậy thì cái đánh giá mức độ cháy rừng và cái nguy hại cháy rừng như thế nào không? Năm 2016 thì trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 46 vụ cháy và làm thiệt hại là 87,9 hecta. Xét về số vụ thì tăng so với bình quân trong 5 năm gần đây thì 26 tăng 10% số vụ. Đặc biệt 26 thì xuất hiện một cái vụ cháy rất là hí hữu, đó là cháy ở Kỳ Sơn với cái diện tích là hơn 11,5 hecta. Cái vụ cháy này thì do cái việc rét đậm từ đầu năm, cái rét đậm đã làm cho cây rừng bị chết do đông tuyết trên cành cây và đến thời điểm hanh khô thì bị cháy, cái diện tích cháy do bà con phát nương làm rẫy đốt và nó cháy lan vào. Vâng, như ông vừa trao đổi thì cái cháy rừng nó không phải chỉ nó bắt nguồn từ mùa nóng nóng nữa, và như đặc biệt như ở cái sở ông vừa trao đổi thì nó bắt nguồn từ mùa lạnh. Vậy thì cái công tác phòng chống cháy rừng hiện nay chúng ta gặp nhiều khó khăn như thế nào? Cái khó khăn nhất của Nghệ An trong công tác phòng chống cháy thì nó có mấy cái nguyên nhân chính. Thứ nhất là cái nắng nóng và cái cháy của Nghệ An thì không kể mùa nào cả, và đặc biệt là những mấy năm gần đây thì cái rét cực đoan nó tạo ra những cái thảm thực bì ở vùng cao để gây cháy. Cái nguyên nhân thứ hai là diện tích rừng tự nhiên của chúng ta là có 300.000 hecta, trong đó phần lớn là rừng nghèo. Hiện nay thì phong trào mà phát đốt cái rừng tự nhiên nghèo để trồng rừng nguyên liệu thì tạo ra một cái nguy cơ cháy. Cái thứ ba là cái công tác giao đất khoán rừng của chúng ta so với yêu cầu vẫn chậm, và chất lượng giao và khoán đang có vấn đề, nên tạo ra những cái mâu thuẫn trong cái hưởng lợi, tạo ra cái việc có những cái vụ cháy do người dân mâu thuẫn và gây đốt. Cái nguyên nhân thứ tư là cái điều động lực lượng trong công tác phòng cháy thì hiện nay chúng ta cũng thực hiện cái phương châm 4 tại chỗ, và trang thiết bị của công tác phòng chống cháy thì vẫn thô sơ. Thì việc này là một trong những nguyên nhân mà cái tổ chức cái phòng và chữa cháy nó hạn chế, và một cái nguyên nhân nữa là cái kinh phí cho cái phòng chống cháy quá là eo hẹp. Có nhiều ý kiến gửi đến chương trình phản ánh rằng là trên địa bàn tỉnh qua một số vụ cháy rừng vừa rồi ấy, thì có cái tình trạng là lực lượng dân quân tự vệ, công an, quân đội có thể được huy động đến hiện trường nhưng mà chỉ đứng nhìn cháy rừng thôi, cho còn vì việc dập cháy gần như là bất khả thi. Thực ra thì người dân phản ánh cái nội dung đó thì cũng không sai, nhưng mà cái số lượng người đến để tham gia phòng chống cháy mà không tích cực thì vẫn có, mà chủ yếu là những người dân ở tại chỗ. Thì có thể bà con cũng nhận thức chưa ra được cái vai trò trách nhiệm cũng như cái tầm quan trọng của công tác phòng chống cháy. Còn phòng chống cháy thì cái phương châm 4 tại chỗ là phương châm chỉ đạo từ đầu đến cuối,
Và trong đó cái vai trò của người dân và lực lượng tại chỗ là quan trọng nhất. Thì vừa rồi cũng có một số vụ cháy thì bà con đến tham gia cháy nhưng mà cũng đứng nhìn, vì có hai lý do. Thứ nhất là họ ra đi mà không chuẩn bị cả cái phương tiện để phòng chống cháy. Chứ còn chủ yếu thì cái lực lượng chữa cháy là lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm, rồi hệ thống quân dân quân tự vệ, thì vừa trong những năm qua thì người ta làm rất trách nhiệm. Và có ý kiến cũng gửi về chương trình nói rằng là ngay cả lực lượng quân đội khi mà huy động đến phòng chống chữa cháy rừng ấy thì họ vẫn còn thiếu các cái phương tiện để mà chữa cháy. Đúng, cái phương tiện chữa cháy của rừng Nghệ An, của Việt Nam nói chung, của Nghệ An nói riêng, thì phải nói rằng là cái phương tiện chữa cháy bây giờ chúng ta mà sử dụng các cái công cụ hiện đại thì cũng không tiếp cận được, bởi vì cái hiện trường của chúng ta là hiện trường dốc, khó tập kết các cái phương tiện chữa cháy hiện đại. Hiện nay thì chúng ta đang dùng các cái phương tiện rất thô sơ như vỉ dập lửa, dao và một số cái bình xịt, cái máy xịt, máy thổi. Thì cái trang bị đó hiện nay thì đúng là đang thiếu cho anh em, và đặc biệt là lực lượng quân đội. Khi huy động một lực lượng đông như thế nhưng cái hệ thống phương tiện không đầy đủ, cho nên hiệu quả của công tác phòng chống cháy không dập cháy không cao. Vâng, với những diễn biến phức tạp về cái thời tiết cũng như nguy cơ cháy rừng trong năm 2017, vậy thì ngành nông nghiệp đã đưa ra được những cái cảnh báo như thế nào, hoặc là những cái nhận định thế nào về cái tình hình cháy rừng trên địa bàn tỉnh? Ngành nông nghiệp thì đã khẳng định năm nay là năm sẽ có những cái khí hậu nóng nặng cực đoan. Cho nên việc xây dựng các cái phương án chi tiết cho công tác phòng chống cháy rừng thì được ngành nông nghiệp hướng dẫn xây dựng, thẩm định, phê duyệt. Ở đó chỉ rõ rằng là phải xác định được cái vùng trọng điểm như tôi đã nói. Ở đây cái trọng điểm cháy sắp tới đó chính là 26.000 hecta rừng thông ở Nghệ An. Và những năm nay là năm mà chúng tôi dự báo là ngoài cái thời tiết khắc nghiệt thì có một cái mùa hè mà chúng ta đang chọn cái ngành du lịch là ngành mũi nhọn. Thì du lịch thì hiện nay thì phải nói rằng là rất mừng là mấy trong năm vừa rồi và năm nay thì người ta chọn rừng để làm du lịch. Thì đây cũng là một trong những nguyên nhân, nếu chúng ta làm không tốt công tác tuyên truyền, quản lý tốt cái khách du lịch thì cũng sẽ gây cháy. Vì thế nên ngoài cái tuyên truyền rồi xây dựng phương án, xác định trọng tâm vùng cháy, rồi cảnh báo, cảnh giới, trực chiến và tổ chức sẵn sàng bốn tại chỗ cho phòng cháy, thì năm nay thêm một cái nhiệm vụ đó là tổ chức tuyên truyền cho khách du lịch cái vùng trọng điểm cháy. Vâng, rõ ràng là trong công tác và phòng chống cháy rừng còn nhiều khó khăn như vậy, và việc cái huy động bốn tại chỗ thì nó còn gặp nhiều khó khăn về thiếu phương tiện và nhiều cái khó khăn đã đặt ra trong cái công tác chữa cháy rừng. Vậy thì một cái nguyên tắc cơ bản nhất đó là phòng. Vậy thì cái công tác phòng trên địa bàn được chúng ta tiến hành và đẩy mạnh như thế nào? Thì hiện nay cái hệ thống đường ránh cản lửa để ngăn các cái cháy lan ở các khu vực thì hiện nay là chúng tôi đang cho xây dựng và duy tu bảo dưỡng nó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là cái phòng cháy tốt nhất chính là công tác tuyên truyền. Vì thế những cấp ủy, chính quyền, rồi các chủ rừng, đặc biệt là các chức năng như kiểm lâm, công an thì phải vào cuộc, bởi vì chúng ta tuyên truyền tốt, ngăn ngừa tốt, nhận thức của tầng lớp nhân dân trong xã hội tốt về công tác phòng chống cháy thì đó là biện pháp phòng tốt nhất của công tác phòng cháy. Việc thứ hai là các cái giải pháp lốc xích cũng là một cái biện pháp tốt cho công tác phòng. Vì các cái giải pháp lốc xích thì chúng ta tạo ra những cái khu rừng mà không có nguy cơ cháy. Và cái thứ ba chính là cái công tác quan tâm đến cái chia sẻ lợi ích và hưởng lợi từ rừng đến người gần rừng, để người ta cùng nhau là giữ gìn bảo vệ rừng. Vâng, cảm ơn những cái trao đổi của ông Nguyễn Tiến Lâm. Thưa quý vị, với những cái thông tin ông Nguyễn Tiến Lâm cung cấp thì chúng ta thấy rằng là cái công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh năm 2017 còn đặt ra nhiều vấn đề. Hy vọng là những cái thông tin của ông Nguyễn Tiến Lâm cung cấp thì chính quyền các địa phương và người dân cùng có ý thức tham gia bảo vệ phòng chống cháy rừng. Chương trình của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.